Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Nhân đạo trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung như sau. Hiến máu, hành trình nhân ái. Lan tỏa lòng biết ơn và trách nhiệm vì thương binh nạn nhân chất độc da cam dioxin. Hiệu quả sau tạo sinh kế cho gia đình khó khăn ở thành phố Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè, chiến dịch Những Giọt Máu Hồng lại lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Những giọt máu hồng đã và đang góp phần lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Với thông điệp kết nối trái tim, kết nối sự sống, Hội Chữ thập đỏ Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Ngày hội thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động các công ty, xí nghiệp đăng ký tham gia. Kết quả chương trình đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. Đây là lần đầu tiên em đi hiến máu và cảm xúc của em là em cũng muốn góp một phần nho nhỏ cho việc xây dựng cuộc sống của đất nước Việt Nam mình. Chị được hiến máu 10 lần rồi, lần này là lần thứ 11 rồi. Chị rất vui vì đã được mong cái giọt máu của mình để hiến cho những người. Đây là lần đầu tiên Ban Quản lý Khu Kinh tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động phong trào hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chiến dịch Những Giọt Máu Hồng. Chương trình nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến toàn thể đoàn viên công nhân người lao động trong các đơn vị doanh nghiệp. Hiến máu nhân đạo là một hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa rất là tích cực, thể hiện cái tinh thần lá rụng dành đùm lá rách của dân tộc ta. Thế thì từ thành công của cái lần phát động này thì chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với Chữ thập đỏ tỉnh để có những cái phát động trong cái đợt tiếp theo. Chiến dịch Những Giọt Máu Hồng hè 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8. Toàn tỉnh dự kiến vận động hơn 7.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 3.000 đơn vị máu bằng 43% kế hoạch năm nay. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa rộng khắp, trở thành hành trình nhân ái, trao cơ hội cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Trong đợt ngày hội hiến máu ngày hôm nay, thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế tỉnh vận động trên 400 đoàn viên, rồi cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động ở tại các doanh nghiệp, xí nghiệp và nhà máy xí nghiệp đóng chân trên địa bàn khu công nghiệp Tàng Lỏng để tham gia hiến máu cứu người, và với mục đích đây là một cái nguồn máu để phục vụ cấp cứu và điều trị và điều phối một phần tuyến trung ương trong cái dịp hè 2023. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai triển khai chương trình Hành trình đỏ, sắc đỏ biên cương lần thứ 5 năm 2023, hưởng ứng Ngày Thế giới Tôn vinh Hiến máu 14 tháng 6. Đông đảo đoàn viên, thanh niên, câu lạc bộ, cơ quan đơn vị tích cực tham gia. Trong chiến dịch, cử một người hiến máu xuất sắc, dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội. Thời gian vừa qua thì tỉnh Lào Cai đã triển khai chiến dịch tình nguyện hè hiến máu tình nguyện năm 2023. Và các cái hoạt động hiến máu tình nguyện năm nay thì đều được các cấp các ngành, đặc biệt là các cái đơn vị hưởng ứng rất là tích cực và có cái sự tham gia ủng hộ hiến máu của đông đảo người dân. Và hôm nay thì ngay tại thì Tàng Lỏng thì đã huy động được rất nhiều công nhân lao động là trực tiếp hiến máu, và những giọt máu hồng này trực tiếp để cứu sống các cái người bệnh mà có nhu cầu, và chúng tôi cho rằng đây là một hoạt động nhân đạo hết sức nghĩa. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện thông điệp thương người như thể thương thân, đã và đang được các bạn trẻ nói riêng, mỗi người dân nói chung hưởng ứng, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Thưa
quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, dòng những cống hiến của các cựu chiến binh, của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc tuổi thanh xuân bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc sẽ mãi không bao giờ phai. Trân trọng, biết ơn với những cống hiến lớn lao đó, khắp trên mọi miền đất nước, những hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức, nhà hảo tâm dành cho thương binh, nạn nhân chất độc da cam, dioxin đã và đang là những nghĩa cử cao đẹp và đáng được trân trọng. Phóng sự được thực hiện tại Bảo Yên. Thương binh Hoàng Văn Nhật tại thôn Triềng 1, xã Lương Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai con bị khuyết tật bẩm sinh. Trước đây cả gia đình có 4 thành viên chỉ quẩn quanh bên căn nhà gỗ. Chia sẻ với nỗi đau và khó khăn của gia đình ông Nhật, tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Câu lạc bộ Trái tim Nhân ái và các mạnh thường quân đã ủng hộ 100 triệu đồng giúp gia đình có căn nhà khang trang. Những hoạt động thăm hỏi động viên cũng thường xuyên được tổ chức. Trước hết là tôi thay mặt gia đình thì cũng rất là cảm ơn đoàn đến thăm gia đình. Gia đình tôi thì các anh các chị đến thì cũng biết đấy, hoàn cảnh như thế này thì là tôi cũng chân thành cảm ơn. Gia đình ông Nguyễn Xuân Lạc ở thị trấn Phố Giàng cũng có con trai là nạn nhân chất độc da cam. Thấu hiểu được những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà gia đình ông phải chịu đựng. Ngoài những chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho các gia đình thương binh, bệnh binh luôn được cấp ủy chính quyền chú trọng thực hiện, thì gia đình ông còn nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm. Thay mặt gia đình xin cảm ơn Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Lào Cai kết hợp cùng với Câu lạc bộ Trái tim Nhân ái và các mạnh thường quân quà cho gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đồng hành cùng với những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, hoạt động của các câu lạc bộ thiện nguyện cũng đã góp thêm nguồn lực để tri ân, thăm hỏi sức khỏe, động viên giúp đỡ các đối tượng chính sách. Như trong đợt tri ân này, Câu lạc bộ Trái tim Nhân ái Lào Cai đã trao quà cho 41 thương bệnh binh, gia đình ảnh hưởng chất độc da cam, người có công với cách mạng với tổng trị giá gần 41 triệu đồng. Hôm nay rất là vui khi mà có thể góp một cái phần nhỏ cái công sức của mình để đóng góp cho các chiến sĩ, các chú thương binh liệt sĩ và các gia đình mà bị ảnh hưởng bởi nạn nhân chất độc da cam một cái phần nào đó, mặc dù là nó cũng không quá lớn, tuy nhiên là một cái sự động viên gửi đến các cô chú, các gia đình có công với cách mạng. Trong những cái hoạt động của câu lạc bộ thì rất là vui vì là câu lạc bộ cũng đã nhận được rất là đông đảo sự chung tay của tất cả các mạnh thường quân đóng trên địa bàn thành phố Lào Cai, các công ty, doanh nghiệp và các cá nhân cũng đã ủng hộ chúng tôi trên cái bước đường thiện nguyện rất là nhiều. Cũng nhờ vào công đức của tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ nên chúng tôi mới có kinh phí để chia sẻ tới những cái mảnh đời bất hạnh đang còn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Thấu hiểu những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà những nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ phải chịu đựng, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm dành ngân sách chăm sóc hàng tháng đến các nạn nhân da cam. Có thể nói rằng chịu rất nhiều những thiệt thòi khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên chúng tôi cũng xác định động viên các nạn nhân bằng cách tìm mọi cách và vận động nhiều được các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước để ủng hộ nạn nhân bằng vật chất, tinh thần, cuộc sống tinh thần càng ngày càng tốt đẹp hơn để người ta làm cái chỗ nền tảng dựa cho con cháu và gia đình sau này. Sự hỗ trợ và động viên kịp thời từ cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm đã góp phần chia sẻ những khó khăn của những chiến binh, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà chiến tranh đã để lại. Điều này càng trở nên đặc biệt hơn khi các bạn trẻ chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. Quý vị và các bạn thân mến, từ thực tế công tác giảm nghèo cho thấy, việc quan trọng nhất là treo cần câu, tạo cho người dân nguồn sinh kế hiệu quả để người dân có điểm tựa vươn lên thoát nghèo một cách bền vững và khơi dậy ý chí chủ động vươn lên tháo gỡ khó khăn của đồng bào.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai đã triển khai mô hình tạo sinh kế cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, bắt kịp với nền nông nghiệp hàng hóa như hiện nay. Thực hiện kế hoạch 04 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai về chương trình hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã xây dựng triển khai kế hoạch từ năm 2021, hỗ trợ giống dê, lợn, trâu sinh sản cho hộ gia đình khó khăn. Gia đình chị La Thị Hồng, thôn Tượng Hai, xã Hợp Thành, thuộc hộ nghèo của xã, đã được Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 5 con dê và 2 con trâu từ giữa năm 2022 để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, đàn dê của gia đình chị đã được nâng lên 15 con và 3 con trâu. Trước tiên thì cũng khó khăn, nhưng mà cái thập đỏ hỗ trợ dê bây giờ cũng sinh sản cũng được 15 con, nhưng mà bây giờ cũng cố gắng chăm nuôi. Nuôi thì theo dân tộc Tày thì quá đơn giản. Nếu bị đau bụng thì lấy cái lá chuối này, chuối tiêu cho ăn thì nó khỏi. Cũng trong xã Hợp Thành, gia đình anh Nông Văn Lâm ở thôn Kíp Tước Hai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là một trong 6 hộ nghèo trong thôn. Anh Lâm còn là lao động chính trong gia đình. Trong khi 2 năm trước, anh không may gặp tai nạn lao động, bị mất bàn tay trái. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình anh Lâm, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã hỗ trợ 5 con dê cho gia đình anh Lâm phát triển kinh tế, cùng với hơn 3.000 cây quế được 4 năm tuổi. Hy vọng gia đình anh Lâm sớm có thu nhập và thoát nghèo. Ngày trước cũng nghèo, bây giờ thì cũng được bên chữ thập đỏ thì quan tâm để cho nuôi dê, bây giờ cũng phát triển được, cũng cố gắng chăm tốt ạ. Hợp Thành là một trong những xã vùng ven của thành phố Lào Cai, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Thời điểm năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của giai đoạn mới là 12%. Sau khi được các cơ quan, ban ngành, các tổ chức cá nhân quan tâm, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ, đã trao cần câu tạo đòn bẩy cho hộ nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo đã giảm xuống còn 8,9%. Là đơn vị có người dân được thụ hưởng các cái chính sách cũng như là các nguồn hỗ trợ từ các cái kênh khác, thì chính quyền địa phương cùng với cả các ban ngành đoàn thể là đã tuyên truyền bà con, hướng dẫn bà con cách để duy trì phát triển các cái mô hình đó một cách hiệu quả nhất. Các cái mô hình sinh kế thì chúng tôi đều làm các cái hợp đồng cụ thể để ký ba bên, giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố này, ủy ban xã này, và đặc biệt là các cái gia đình được nhận các mô hình sinh kế bằng cái việc là giao cho thời gian để phát triển mô hình và để cho người dân, đặc biệt những người được hưởng cái mô hình này, có trách nhiệm với cái việc là duy trì phát triển mô hình và có trách nhiệm giúp đỡ các hộ còn lại. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai đã đầu tư được 160 con giống cho 32 hộ trên 4 xã phường là Hợp Thành, Thống Nhất, Đồng Tuyển và xã Cốc San, với tổng số đầu tư là 230 triệu đồng. Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình, nâng đàn dê sinh sản trên địa bàn thành phố lên 247 con và ước giá trị trên 360 triệu đồng. Xây dựng cái chương trình với mục đích là hỗ trợ các hộ nuôi dê sinh sản. Mỗi hộ thì chúng tôi dự kiến là sẽ hỗ trợ 5 con giống và với cái mức hỗ trợ là từ 7 triệu đồng trở lên. Sau 2 năm thực hiện với cái hình thức nuôi hỗ trợ đầu tư con giống để nhân đàn, thì sau 2 năm thì các hộ gia đình sẽ tách đàn và nhân đàn lên và sẽ có cơ hội để giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn khác để phát triển đàn dê trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng như là đối với các xã xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu là góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn vươn lên hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Đây chỉ là 2 trong số nhiều hộ trên địa bàn được Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ cây con giống vật nuôi. Từ hiệu quả ban đầu cho thấy, mô hình hỗ trợ sinh kế đã và đang góp phần giúp người dân tiếp cận với cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao và phù hợp với từng địa phương. Đó là bàn đạp quan trọng, là những cần câu hiệu quả cho người dân vươn lên thoát nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho tạp chí Nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.